Dạ vâng, em Tùng à, xin chào anh em à. Thì hôm nay em về cái máy mở bù lông của hãng The One DSF899H. Và DSF899 thì nó có hai cái chữ H này với chữ 899 này. Thì cái H thì nó có cái đầu khuyên, còn 8990 thì nó cái đầu bi. Thì hai loại khác nhau nha anh em. Cái đầu khuyên này thì nó sẽ đặc. Tại sao em bán rất là nhiều hãng The One của The One mà em không bán cái 899 của hãng The One ở Việt Nam? Tại vì cái đầu của ở hãng Việt Nam ở đây bánh nó gãy liên tục và hãng họ không bảo hành. Nếu mà thay cái đầu này khoảng 300 hơn, thành ra là em không dám bán nha anh em. Đấy. Chứ không phải là mình không lấy được hàng về mình bán, và giá của nó thì cũng rất là bèo nhưng mà mình không bán. Vì do là nó gãy đầu này, xài có 3 ngày mà bị gãy đầu, hãng không chịu trách nhiệm bảo hành. Thì mình cũng nói trước cho anh em biết. Thì cái đầu của 899 hàng Mỹ về. Anh em cứ chú ý nó chữ rất là nhiều và nó sản xuất tại USA, và cái chữ này nó có cái dòng đỏ là hàng Mỹ về. Đấy. Lực mở của nó là 1690 Newton. Cái đầu thường của ở Mỹ về thì nó không có khui cái lỗ to như ở Việt Nam. Việt Nam nó khui to lắm, và cái sắt ở China về nó không có được nung, không được bảo đảm, thành ra nó hay gãy cái đầu lắm nha anh em. Thì em không có bán, thì em bán hàng Mỹ thôi. Thì những anh em quan tâm liên hệ mình, và một combo như thế này, một sạc nhanh 118 sản xuất tại Thái Lan và một pin pin Korea. Pin Korea. Pin 60V và một sạc. Đấy, thì mình lên đây là cái bộ này giá của nó là 8,1 triệu, và cái bộ có dòng khuyên này giá 8,2 triệu. Những anh em quan tâm liên hệ mình và mình sẽ test cho anh em xem cái bộ. Ok, pin này. Rất là êm nha anh em. Và máy sản xuất tại USA, và điện này sạc điện 110 và cái sạc của nó là Thái Lan. Vâng, cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Thì những anh em quan tâm liên hệ 0962 232 180. Cảm ơn anh em.